2 năm sau. Sao em không ra bến tàu? Bọn trẻ đi hết rồi, có cần phải đi hết không? Trẻ con là trẻ con, có đại diện cho người lớn được không? Đây là lần đầu tiên anh trai chị dâu em đến thăm, sao em không có lễ tiết gì cả? Người nhà cả lễ tiết gì chứ, đâu có nhiều lễ tiết thế. Anh ấy là anh cả của em đấy, anh cả như cha, em có biết không? Em không biết. Em có đi không? Không đi. Em còn không biết anh cả như cha ư? Nhưng anh ấy có giống một người cha không? Anh ấy thế là tốt với em rồi, em còn muốn thế nào? Em muốn anh ấy giống như một người cha. Anh ấy đã làm được chưa? Anh ấy chưa làm được nên em không ra bến tàu đón anh ấy. Anh nhấc lên cho em. Anh thấy em càng ngày càng tự cho mình là giỏi rồi đấy. Với anh trai mình mà còn ra cái điều, liệu có được không? Không được thì cũng thế rồi, sao nào? Anh có thể làm gì được em? Em lợi hại quá mà. Anh đi đâu đấy? Anh ra bến tàu đón anh trai em. Anh đi làm gì? Có cần phải huy động lực lượng như vậy không? Anh nhớ năm xưa anh trai chị dâu em tốt với anh. Anh không giống em, vong ân phụ nghĩa. Họ đối với anh có ân có nghĩa thế nào chứ? Chỉ là gả em cho anh thôi mà. Đấy còn không phải là ân nghĩa à? Họ cho anh một món hời, lấy một người vợ vong ân phụ nghĩa như em. Em bảo anh có thể quên họ được không? Anh đi đi. Em ở nhà đừng có ngồi rảnh, làm món gì ngon ngon, lấy công chuộc tội nhé. Đừng có mơ. Chú Giang, hoan nghênh anh. Chú còn đích thân ra đây nữa. Đây là... An Di, mau chào chú đi. Em xem bố cứ như đón tiếp quan khách vậy. Mấy đứa đứng đó làm gì, mau lại đây xách đồ giúp đi. Chào bác trai, bác gái đi. Đã lớn thế này rồi. Đi nào, anh chị đi đường vất vả quá. Không sao, hơi say sóng chút thôi. Khuôn viên rộng quá. Anh trai, chị dâu sao lại già đến thế này? Em không già chắc. Anh, chị dâu, An Kiệt, An Di, mau chào cô đi. Chào cô đi, con chào cô. An Di đã cao thế này rồi. Đừng có đứng mãi ở đây, mau vào đi. Mọi người không bị say sóng chứ? Không không, hôm nay biển lặng, không có sóng to, không bị say sóng. Chào anh chị. Là cô đấy à? Để tôi làm giúp. Không cần, không cần đâu. Em vất vả rồi, anh cũng vất vả rồi. Bố mẹ làm gì thế? Mọi người đói rồi phải không? Họ diễn kịch cho hai bác xem. Tại sao? Lát nữa chị nói cho mà nghe. Hai em đang nói gì vậy? Lát nữa sẽ nói anh nghe. Nhiều vali túi sách thế này, chị bảo họ mang đến bằng cách nào? Sách, vác đến thôi. Đựng những gì nhỉ? Tất nhiên là toàn đồ tốt rồi. Những thứ tốt ở đây không có, không mua được. Toàn đồ ăn ngon à? Phần lớn là vậy. Là những món gì? Chắc chắn là có kẹo sữa, kẹo sô-cô-la, bánh quy hộp sắt. Em chảy nước miếng rồi. Được rồi, em đừng ra đó xem nữa. Cẩn thận để họ nhìn thấy. Nhất là đừng để con gái các bác nhìn thấy. Họ nhìn thấy thì sợ gì? Họ sẽ cười chúng ta quê kịch, cười chúng ta có tiền cũng không mua được những thứ tốt. Đúng thế, chúng ta ở đây giống như ở nông thôn, chẳng mua được gì cả. Nhà cô Út nhiều phòng thế, khuôn viên thì rộng. Đúng thế, vừa vào mà mẹ hoa cả mắt, không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc đâu nữa. Nói gì thế? Em chưa thấy nhà lớn vườn rộng bao giờ, rõ thật là. Con chưa thấy. Con ư? Con thì thấy gì? Bố bảo con xin vào bộ đội được không? Được, chú con làm quan lớn như thế, sao không xin được? Con xem anh trai con mặc quân phục rất dễ dàng đấy thôi. Nhưng con thấy cô Út không vui. Mẹ nói muốn cho con đi bộ đội. Cô ấy lại nói quân đội không phải là cái nhà trẻ, là nơi trông trẻ cho chị à? Đấy là cô ấy tiếp lời cho có câu chuyện thôi. Vì mẹ nói với cô ấy,
ở nhà con không học được cái gì, không làm được việc gì, chỉ bằng đi bộ đội cho đỡ phải bận lòng, nên cô ấy mới nói vậy. Dù sao con cũng thấy cô ấy không vui lắm, chưa chắc đã giúp chúng ta, đúng không bố? Việc này là nhờ chú con làm, chứ không phải cô ấy làm. Đúng thế, chú con thì cũng phải nghe theo cô ấy mà. Con bé ngốc này, cô con lại không giúp người nhà ngoại ư? Được rồi, mau thu dọn đi. Dọn dẹp xong thì mau đi ngủ, ngày mai dậy sớm. Ở nhà người ta không được ngủ nướng. Đừng để cô Út khó chịu với con thì không đi bộ đội được đâu. Đều phải nhìn sắc mặt cô ấy. Cô ấy ghê gớm thật. Đợi khi con lớn, con cũng tìm một người giống chú con là được mà. Em nói với con chuyện đó làm gì? Em bảo con học tập cô Út còn gì? Phụ nữ là không nên lấy nhầm chồng. Như cô hai thì tốt à? Được rồi, mau thu dọn đi. Chữ Di trong tên An Di của chị họ là chữ Di nào? Hình như là chữ Di này. Chữ này không phải đọc là đài ư? Đúng rồi. Cái gì? Chữ này đọc là Di, không phải đọc là đài. Cao Lương Di đọc là Cao Lương Đài ư? Bạn đậu nhãn lớp em toàn đọc Cao Lương Di thành Cao Lương Đài. Vậy gọi chị ấy là An Thái. Muốn ăn đòn phải không? Tại sao? Anh không biết bác trai tên là An Thái à? Em biết ngay mà, họ không có việc gì thì không lên điện Tam Bảo đâu. Được đằng chân lân đằng đầu, mãi không dừng. Sao họ không biết mãn nguyện đi nhỉ? Sao anh không nói gì? Em bảo anh nói gì? Cùng em nói xấu nhà đẻ em ư? Anh không mắc lừa đâu. Em có thể nói xấu họ. Nói thế nào cũng không sao. Nếu anh nói em sẽ không chịu, lại về phe họ thôi. Anh lại còn không hiểu em à? Đúng là chỉ có chồng mới hiểu vợ. Anh bảo giới thiệu con bé sang chỗ chính ủy tả, đi học y khoa trên bệnh viện cũng rất tốt nhỉ. Chẳng phải họ cứ được đằng chân lân đằng đầu mãi không thôi à? Em còn quan tâm họ làm gì? Tất nhiên là phải quan tâm chứ. Em có đứa cháu gái như thế, không quan tâm mà được ư? Muốn quan tâm thì em cứ việc. Em giỏi như thế, có việc gì mà không làm nổi đâu. Thế em gọi điện cho chính ủy tả nhé. Em dựa vào đâu mà gọi điện cho người ta? Anh tả biết em là ai? Em là vợ của Giang Đức Phúc, anh ta là ai chứ? Chỉ là chính ủy của bệnh viện thôi mà. Chiến hữu cũ cũng không nhận nữa ư? Anh phục em thật đấy. Chiến hữu cũ, bạn học cũ của anh, anh còn quên họ đang ở đâu, em lại nhớ hết. Thật là làm khó em rồi. Anh không nhớ là vì anh ngốc, đồ ngốc. Đó là kho tài sản quý giá, anh không được lãng phí. Có em thì không có kho báu nào lãng phí được. Điểm này thì anh yên tâm rồi. Em làm gì thế? Ngủ cùng anh. Định dùng mỹ nhân kế à? Em còn làm mỹ nhân không? Còn dùng được mỹ nhân kế không? Em nói xem. Còn có thể đấy. Mời em ra ngoài. Cắn thật à? Không cắn thật lại còn cắn giả ư? Em xem này. Xem gì? Xem em cắn này. Em cắn thì có gì đáng để xem? Đợi sau này bị người khác cắn thì anh cho em xem nhé. Em cứ đợi đấy. Cho anh mượn 2 lá gan anh cũng không dám. Vậy anh mượn thêm 2 lá gan nữa, có 4 lá gan. Em xem anh có dám không? Anh có biết tính không vậy? Mượn 4 lá gan thêm lá gan của anh nữa là 5. Thế thì càng không vấn đề gì. Có 5 lá gan rồi có gì mà anh không dám? Em đảm bảo là anh không dám. Anh có biết đời này em yên tâm về anh nhất là chuyện gì không? Yên tâm chuyện gì của anh? Yên tâm về chuyện quan hệ nam nữ. Chuyện gì của anh cũng có thể xảy ra vấn đề. Riêng chuyện này là không thể có vấn đề gì. Sao em có thể khẳng định như vậy? Tất nhiên là em có thể khẳng định rồi. Về chuyện này em không cần phải quản lý anh. Đảng đã quản lý anh rồi. Tổ chức đã quản lý giúp em rồi. Cũng chưa chắc đâu. Có mấy người vi phạm lỗi tác phong sinh hoạt là thế nào? Họ là họ, anh là anh. Em còn không hiểu anh à?
khốn kiếp thật. Em đừng có coi thường anh. Lúc nào ông phạm một lần cho em thấy. Anh dám. Em cắn anh nát ra. Cắn anh chết. Thôi, đừng chuyện phiếm nữa. Mau làm chuyện chính đi. Chuyện chính gì? Gọi điện cho anh Tả ấy. Đã nói là em gọi mà. Anh gọi đi. Thôi được rồi, được rồi. Anh gọi, anh gọi. Anh nhìn gì thế? Em mau ra xem. Xem anh trai em đang làm gì thế? Tập thái cực quyền, rèn luyện sức khỏe. Rèn luyện sức khỏe gì? Nếu không anh ấy dậy sớm thế làm gì? Rảnh mà, ăn no rừng mỡ. Người ta còn chưa ăn sáng đâu, sao lại rừng mỡ? Em xem, anh đã nói mà. Chỉ em được nói, anh nói không được à? Không được. Người nhà em để em nói, không cần người khác nói. Thế sao người nhà anh em cũng nói? Ai bảo anh không nói? Anh không nói thì em sẽ nói. Ngày trước sao anh lại bám riết không buông đòi lấy em nhỉ? Cứ như lão Đinh ấy, tổ chức không cho lấy thì thôi luôn. Đừng nhắc đến lão Đinh với em, nhắc đến anh ta là bực mình. Anh ta hại phụ nữ còn ít à? Ăn trong bát còn nhòm trong nồi, cái kiểu gì không biết. Được rồi, sáng ngày ra mà nói vớ vẩn nhiều quá. Chú dậy rồi à? Sao không ngủ thêm lát nữa? Khách dậy rồi, em còn mặt mũi mà ngủ ư? Không làm phiền chú chứ? Không không, anh cứ tập đi. Em ra ngoài đi dạo. Tôi đi với chú nhé. Anh tập xong rồi à? Không tập nữa, tập xong rồi. Vậy đi, chúng ta ra ngoài dạo. Được. Một, hai, ba, bốn. Anh Thầy. Con gọi ai thế? Con gọi bác có việc gì? Bác, không phải con gọi bác, con gọi chị họ. Con gọi biệt hiệu của chị ấy. Con bé này. Chị làm gì thế? Chị vừa gọi chị họ là An Thầy, bị bác trai nghe thấy, bác tức giận đấy. Thế à? Chị gọi chị họ là An Thầy làm gì? Em xem chị ta đang ở cùng ai. Cùng Vương Hải Dương thì sao? Họ ở cùng nhau làm gì? Chị nói xem họ ở cùng nhau làm gì. Họ thích nhau. Họ không biết xấu hổ. Không phải chứ. Đi, chúng ta đi phá họ. Em lên đây làm gì? Sao? Không cho lên à? Cho thì cho, nhưng em cũng phải hỏi anh trước chứ. Nhà anh là Thiên An Môn hay là nơi Mao chủ tịch sống? Đến nhà anh còn phải báo cáo à? Em biết ăn nói quá nhỉ? Cũng to gan đấy. Anh không tin trên đời này không có cái gì làm em sợ. Chị ơi, anh Hải Dương, anh làm gì thế? Hải Dương, con làm gì thế? Muốn chết à? Thế nào, Á Phi, có sợ không? Sao em phải sợ anh? Anh là cậu ấm lêu lêu. Cái gì? Em nói cái gì? Em nói anh là cậu ấm lêu lêu, cũng tức là cậu ấm lêu lồng. Ai bảo thế? Anh đi tính sổ với hắn. Bố em nói thế đấy. Anh dám tìm bố em tính sổ không? Cho anh ta mượn hai lá gan xem có dám không? Á Phi, giờ cháu ghê gớm thế. Sau này lớn lên ai dám lấy cháu? Con lấy em ấy về rồi mỗi ngày đánh cho ba trận. Anh nằm mơ, đến lúc đó ai đánh ai còn chưa biết đâu.
cái thằng danh này. Rót đi. Chị ơi, chị bày đẹp thế làm gì? Bưng ra là ăn ngay ấy mà. Không, vẫn phải cầu kỳ một chút. Đợi chút, lau mép đĩa đi. Được rồi. Cầu kỳ vớ vẩn. Ăn cẩn thận nhé, đừng có ăn linh tinh. Bày như bông hoa vậy. Anh An, món ăn đủ sắc hương vị thế này lần đầu tiên tôi được ăn đấy. Ngài quá khen rồi, vậy ngài ăn nhiều chút nhé. Hình như đây cũng là lần đầu tiên người khác gọi tôi là ngài. Hình như cũng là lần đầu tiên anh nói kiểu vậy đấy. Nào. An Thái, anh lại đây một chút, được. Không cần uống hết đâu. Được được, tôi vào xem sao. Mọi người cứ ăn đi nhé. Tôi nhớ, hình như vợ của anh vợ anh xuất thân từ địa chủ. Đúng thế, sao? Tiểu thư nhà địa chủ cũng giỏi vậy à? Tiểu thư nhà tư bản thì không giỏi ư? Nhưng hình như kém một chút so với tiểu thư nhà địa chủ, chí ít là làm thức ăn không cầu kỳ như chị ấy. Chưa biết chừng tiểu thư nhà ngư bá nấu ăn còn cầu kỳ hơn. Nhắc đến chuyện đó làm gì? Nhắc đến là tôi thấy phiền. Anh còn phiền à? Nghe nói lại nhắm được một cô khác còn phiền ư? Anh nghe ai nói thế? Hai người nói gì mà nói nhỏ thế? Bọn anh đang khen em, sợ Đức Hoa nghe thấy. Hóa ra anh thích nịnh vợ cho cô ấy vui thế à? Nịnh thì sao? Không lẽ suốt ngày chọc tức cô ấy ư? Hay anh nói gì thế? Nói xấu ai vậy? Nói xấu em đấy. Được, ăn đi uống đi. Ăn uống no say rồi có sức để nói xấu người khác. Sao anh lại nhìn tôi như thế? Anh bạn, coi như tôi phục anh rồi. Phục tôi cái gì? Hai người phụ nữ khó chơi này được anh thu phục như vậy, tôi phục đấy. Cảm ơn anh đã khen. Nào, tôi mời anh một chén. Để tôi mời anh. Hôm nay tôi không từ chối đâu. Vợ anh Đinh sao lại chết vì khó sinh chứ? Chị nhớ là cô ấy còn biết đỡ đẻ mà. Vệ Đông là do cô ấy đỡ mà. Sao lại chết vì khó sinh chứ? Nghe chị nói kìa, chị ấy biết đỡ đẻ thì không thể khó đẻ ư? Ý chị không phải thế. Ý chị là cô ấy sống trong doanh trại quân đội, điều kiện tốt như thế, sao vẫn xảy ra chuyện đó được? Chị ấy sơ suất quá. Chị ấy nghĩ đã sinh ba đứa con rồi thì sẽ không sao. Tứ dạng bị ngôi ngược, lại sinh sớm, trong nhà không có ai, đợi lúc có người đến thì máu chảy không cầm nổi nữa. Thật đáng tiếc quá. Đúng là đáng tiếc. Một người tốt như thế. Người tốt thường đoản mệnh mà. Anh Đinh này cũng rất được. Vợ đã mất lâu vậy rồi mà vẫn chưa lấy vợ hai. Giờ đàn ông như vậy không nhiều đâu. Đức Hoa thật sự tốt với anh Đinh. Anh xem cô ấy xót xa cho anh Đinh thật đấy. Tiếc là cô ấy không có cái số đó. Là lão Đinh không có số đó. Anh ta đúng là mù mắt rồi. Người phụ nữ tốt như thế lại không lấy. Sau này anh ta sẽ phải khổ. Anh ta nghĩ y tá Ngô là thứ tốt đẹp gì. Sẽ có lúc anh ta phải hối hận. Y tá Ngô nào?
Là y tá Ngô ở phòng nghiệp vụ ấy hả? Còn y tá Ngô nào nữa? Cô ta yêu bao nhiêu người mà chưa lấy được ai? Em bảo thế thì tốt đẹp gì? Lão Đinh thì là thứ tốt đẹp gì? Đàn ông các anh toàn là thứ chẳng ra gì. Sao em lại lôi cả anh vào? Đừng có vơ đũa cả nắm. Nào, bóp cho anh chỗ này đi. Chỗ này sao đau thế? Đau là đúng rồi. Cho các anh đau nhớ đời. Để đỡ không biết tốt xấu. Đứng núi này trông núi nọ. Em lại bắt đầu rồi đấy. Cô giáo An đi làm về à? Phó tham mưu trưởng Đinh đi làm về ư? Vâng, cô cũng đi làm về rồi à? Tôi cũng tan làm rồi. Nghe nói anh sắp tổ chức hôn lễ à? Cô giáo An, cô nghe ai nói thế? Tất cả mọi người đều biết, chỉ có Đức Hoa nhà tôi không biết, còn ngốc nghếch chạy sang nhà anh làm giúp việc nhà. Nhưng như thế cũng tốt, Đức Hoa sẽ được giải phóng, không cần phải ngày ngày vất vả chạy đi chạy lại. Đúng không? Phó tham mưu trưởng Đinh, anh cũng sát gái nhỉ? Không chỉ Đức Hoa nhà tôi có tình cảm sâu đậm với anh, ngay cả cô giáo Cát cũng không quên được anh. Anh được đấy, rất có phúc. Tôi nghe nói y tá Ngô đó còn chưa quyết định phải không? Có cần tôi đi làm công tác tư tưởng giúp anh không? Cảm ơn cô, không cần. Em nói gì với lão Đinh đấy? Anh làm em giật cả mình. Làm chuyện xấu gì mà giật mình? Em chế giễu lão Đinh một trận, anh ta tức đến nỗi không nói được câu nào. Em dựa vào cái gì mà chế giễu người ta? Em là ai chứ? Em là chị dâu của Đức Hoa. Đức Hoa là nạn nhân của anh ta. Sao em lại không chế giễu anh ta được? Đức Hoa sao lại là nạn nhân của anh ta được? Chuyện này ngay từ đầu lão Đinh đã không đồng ý mà. Đức Hoa cứ bám giết không buông tốt với người ta, liên quan gì đến người ta? Được, anh đợi đấy. Cẩn thận, em nói với Đức Hoa. Em nói với ai thì anh nói cũng là sự thật. Sự thật thì cũng không nên là anh trai như anh nói. Anh đang nói với em mà, đâu có nói với cô ấy. Đức Hoa, chị nói với em chuyện này. Em đừng tức giận nhé. Chuyện gì? Chuyện của Phó Tham mưu trưởng Đinh ấy. Em có biết không? Chuyện gì của anh ấy? Em không biết. Hình như anh ta lại sắp kết hôn đấy. Với ai? Anh ấy sắp kết hôn với ai? Y tá Ngô ở bệnh viện. Một cô gái già, hơn 30 tuổi rồi. Kén cá chọn canh, chọn đi chọn lại cuối cùng, rớt lại một mình. Cô ta có xinh không? Không xinh, bình thường. Không xinh còn kén chọn gì? Thì đấy, cuối cùng rớt lại một mình. Cô ta kén chọn như thế thì mưu cầu gì ở anh Đinh? Mưu cầu ở lão Đinh? Mưu cầu ở cái chức quan của lão Đinh? Dù gì thì lão Đinh cũng là phó tham mưu trưởng, cũng là chức quan không nhỏ. Cô ta mưu cầu điều đó thì có thể tốt với bọn trẻ không? Cũng khó nói lắm. Chúng ta không thể nói linh tinh được. Em muốn gặp cô ta, xem cô ta trông như thế nào, có thể đối xử tốt với bọn trẻ không? Cô ta trông như thế nào thì liên quan gì đến chuyện có tốt với bọn trẻ hay không? Tất nhiên là có liên quan chứ. Dì ghẻ gì là biết ngay. Vì sao? Chính là vì trông tướng mặt ác, không hiền. Cũng đúng. Hay là chúng ta đi xem cô ta đi. Xem thì xem, ai sợ xem cô ta chứ? Em xem kìa, là em muốn đi xem cô ta. Giờ lại như chị muốn đi xem ấy. Ai muốn xem thì cũng thế mà, dù gì thì cũng là đi xem. Được rồi, được rồi. Thế nào rồi? Chảy máu rồi. Chảy máu thật à? Em xem này, khốn kiếp thật. Răng tốt của người ta bị cô ta khám thành hỏng rồi. Đúng thế, tay nghề kiểu gì thế không biết. Em nhìn rõ cô ta chưa?
Nhìn rõ gì chứ, cô ta đeo khẩu trang, em chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ nhìn thấy hai con mắt đảo liên hồi, không có vẻ là người hiền lành. Chị cười cái gì? Em ấy à? Ai muốn kết hôn với anh Đinh thì em đều thấy chướng mắt, đều không hiền lành. Lần này đi lỗ vốn rồi, đi lỗ mất một chuyến. Nhớ viết thư nhá. Em về đi. Về đi. Giữ sức khỏe nhá. Anh chị cũng thế nhá. Nhớ viết thư đấy. Anh có ấn tượng không tốt lắm về anh trai em. Người ta cung kính với anh như vậy, đâu có giống anh vợ, giống em vợ hơn, thậm chí là cấp dưới của anh. Không giống cấp dưới, cấp dưới của anh cũng còn hơn anh ta. Em xem bộ dạng của anh ta, anh thấy hơi giống... giống nhân viên phục vụ trong quán. Anh mới giống nhân viên phục vụ quán ấy. Sao anh lại giống nhân viên phục vụ quán? Dù gì anh cũng là chủ quán. Thôi, nói chuyện nghiêm túc đi. Anh có ấn tượng không tốt về anh trai em. Ngoài việc trông anh ta giống nhân viên phục vụ quán ra, còn có thái độ của anh ta với lão Âu. Em xem, lần này anh ta đến đây gần chỗ lão Âu như thế, lẽ ra anh ta nên đến thăm lão Âu. Mấy năm qua em còn về Thanh Đảo mấy lần, An Hân hầu như không về. Anh trưởng như cha, sao anh ta không quan tâm đến em gái đang gặp nạn một chút chứ? Anh ta cũng nên biết họ sống như thế nào chứ. Thì đúng thế. Em cũng bực anh ta vì chuyện này. Sớm biết anh ta như vậy, chúng ta không nên giúp con gái anh ta vào bộ đội. Em như thế cũng không đúng, nhỏ nhen. Người lớn là người lớn, trẻ con là trẻ con, hai chuyện khác nhau. Anh nghe nói có địa phương có người đã được cởi bỏ cái mũ phần tử cánh hữu, không biết lão Âu bao giờ được cởi bỏ. Hoàng Hải, Yang Bo, Yin Zhao Yang, Zhan Shi Xin Ru, Quỳ Hoa Phạng. Mãn hoài chí tình, chàng sông cơ, khơ khơ hồng xin, xiang zhe đảng. Thưa cô, em có chuyện gì không? Thưa cô, em bị đau bụng. Vậy em mau về đi khám đi. Có cần cô đi cùng em không? Không cần, không cần đâu ạ. Chị gái cậu kìa. Sao vậy? Con nhìn thấy bác An Hân, bác trai và hai chị họ đi về phía nhà ta. Con nhìn rõ không? Chắc chắn rõ mà. Đi. Mẹ đi nhanh lên. Con đi trước đi. Con gặp họ thì con nói gì? Nên nói gì thì nói, chuyện đó cũng không biết à? Mẹ, họ kia kìa. Chị An Hân. An Kiệt. Chị An Kiệt. An Kiệt, sao em biết nhà chị đến? Là nó nhìn thấy. Nó ở trên lớp không tập trung học, lơ đễnh nên nhìn thấy. Anh rể, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy? Không có gió thì anh không đến được à? Đến được, anh thế nào cũng đến được. An Kiệt, anh rể em được rửa oan rồi. Thật à? Thật không? Anh rể, thật thế à? Thật, chính xác là vậy. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Chị, đi về nhà nào. Mấy hôm trước anh Giang còn nói với em, lão Âu cũng phải được cởi bỏ cái mũ phần tử cánh hữu rồi chứ. Không ngờ nói cởi là cởi ngay. Nhờ phúc của tư lệnh Giang nhà em đấy. Sao lại nhờ phúc của anh ấy? Phải là nhờ phúc của đảng, nhờ phúc của Mang chủ tịch. Đúng. Khu vườn chỉnh trang đẹp lắm, là ai làm vậy? Chỗ sau này là anh ấy trồng, chỗ hoa kia là em trồng. Bọn em ai quản lý phần người ấy, không ai can thiệp việc của ai. Tư lệnh còn trồng rau ư? Chú ấy không trồng thì ăn gì? Với lại chú ấy rất thích công việc trồng trọt này. Chú ấy xuất thân từ nông dân mà, làm việc ruộng vườn là hăng hái lắm.
Nói đến Tào Tháo là Tào Tháo đến kìa, người nông dân về rồi. Có nông dân nào đi làm về bằng ô tô không ạ? Khách quý đến rồi. Hoan nghênh, xin hoan nghênh. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn Đảng, cảm ơn Mao Chủ tịch đã cho tôi sinh mạng lần hai. Phải cảm ơn Đảng, cảm ơn Mao Chủ tịch. Âu Dương, tối nay chúng ta phải uống vài chén nhé. Uống thật thoải mái nhé, được không? Được, nghe theo chú. Mau lại đây. Chào chú đi con. Con chào chú ạ. Đây là An Nhiên, An Lạc. Ôi trời ơi, chớp mắt một cái biến thành các cô gái rồi. Cái chớp mắt của chú lâu quá đấy. Con gái 18 càng lớn càng xinh. Xinh gì đâu, tôi thấy hai cô bé này mới xinh. Chúng nó còn phải thay đổi chút nữa. Bọn con không biến thành xinh đẹp đâu, cứ biến thành xấu xí đấy. Xấu xí thì xấu xí, bố không chê, cũng không sợ. Có xấu đến mấy cũng là con gái của bố, đúng không nào? Vào ăn cơm đi, vào nhà đi nào. Nào, vào ăn cơm đi, được. Nào nào. Sao chỉ có mấy món thế này, đơn giản quá. Họ đến không báo trước vội quá mà. Để ngày mai sẽ thiết yến khoản đãi. Không không, thiết yến khoản đãi gì chứ. Là người nhà cả, đâu cần cầu kỳ thế. Thế này là tốt lắm rồi. Nhiều thức ăn phong phú thế này rồi, đủ ăn là được rồi. Sao có thể đủ ăn là được. Hôm nay giống như là Tết vậy. Chúng ta phải ăn như ăn Tết đấy. Để anh gọi điện cho nhà bếp bảo họ mang mấy món ăn ngon đến đây. Hoan hô. Đây đây. Đã lâu lắm rồi tôi không dùng chiếc ly này. Âu Dương à, hôm nay nhờ phúc của anh mà tôi lại bắt đầu uống rượu vang như Tây. Nào. Cạn ly, vì anh được cởi bỏ mũ trùm. Vì anh giành được tính mạng lần hai, cạn ly. Ấy nhẹ thôi chứ. Cầm nhẹ đặt khẽ thôi nhé, đừng cụng ly mạnh quá, đừng làm vỡ hết ly của em. Cụng vỡ cũng vui, đúng không ông Dương? Tôi không biết phải xưng hô với chú thế nào. Không biết gọi chú là gì. Gọi là em rể, bác nên gọi bố con là em rể. Chuyện gì cũng không thoát khỏi con. Trước đây anh gọi tôi thế nào thì bây giờ cứ gọi thế. Trước đây người ta gọi anh là Tiểu Giang, giờ vẫn gọi thế, anh đồng ý không? Đúng là hơi ngại đồng ý. Tiểu Giang. Gọi gì anh đấy? Thôi đừng đùa nữa, nghe bác trai nói nào. Lão Giang. Tư lệnh Giang. Tôi cảm ơn chú. Thật đấy, cảm ơn chú. Sao anh lại tự cạn thế, không đợi tôi với? Không được, phải làm lại. Được, lại thì lại. Rót đi. Uống từ từ thôi, đừng uống nhiều quá lại thành trò hề. Nào nào, thành trò hề gì? Thành trò hề anh cũng nhận, đúng không nào? Đúng đúng, nào nào, là người nhà cả sợ gì chứ. Nào ăn đi, ăn đi. Bên này xa quá. Cảm ơn cô. Nào nào, đừng khách sáo, cứ coi như ở nhà mình nhé. An Kiệt, nhà em có rượu trắng không? Cứ uống rượu vang thế này bao giờ mới thấm, uống không đã gì cả. Anh làm gì thế? Anh uống say rồi à? Có chút rượu vang này say sao được, còn lâu mới say. Giờ anh cũng uống rượu trắng à? Bây giờ mới uống, anh uống từ lâu rồi. Được, đổi rượu trắng, đổi đi. Tôi cũng không uống quen loại này, biết thế thì uống rượu trắng ngay từ đầu rồi. Đúng đúng, Vệ Đông, đi lấy cho bố chai rượu trắng. À không, lấy cho bố chai rượu Mao Đài mà bố cất đấy. Vâng, không cần Mao Đài, không cần, quay lại đây. Không cần uống Mao Đài đâu, rượu trắng bình thường là được rồi. Ngày như thế này, rượu trắng bình thường đâu có được. Không sao đâu, vui mà. Phải uống loại rượu trắng ngon nhất. Tôi nói anh nghe, tôi còn giấu hai chai Ngũ Lương Dịch đấy. Thật ư? Thật. Tối nay tôi sẽ uống hết. Anh nói đấy nhé, không uống là không được đâu. Đổi chén đi, nào. Sao thế? Ai lại chọc giận em rồi? Anh cả đến còn không cho uống Mao Đài. Trong nhà chỉ còn lại một chai Mao Đài, đâu thể ai cũng uống được. Dù sao cũng phải có thứ tự chứ. Với lại gì?
Với lại uống rượu ngon cũng không gọi anh Đinh đến uống cùng, trò gì không biết. Nói nãy giờ hóa ra là em vì chuyện đó. Thế em mau đi đi, đi gọi lão Đinh đến. Gọi cái gì mà gọi, đang ăn rồi còn gọi. Đức Hoa, em tốt với lão Đinh thật đấy. Tốt thì có ích khỉ gì. Chú gọi tôi là gì? Tôi không gọi anh là lão Âu, tôi luôn gọi anh là Âu Dương. Chú giở trò gì đấy? Sao chú lại gọi tôi là Âu Dương? Âu Dương là ai? Xin lỗi chú nhé, anh ấy say rồi. Không sao đâu, em nhìn không giống anh ấy say. Rót đi, rót đi. Thật mà, em thấy anh ấy không giống người say chút nào. Sao lại không giống? Lát nữa lại nói linh tinh cho mà xem. Tôi hỏi chú, tôi tên là gì? Anh tên là Âu Dương, không phải à? Trò gì không biết, sao chú lại gọi tôi là Âu Dương? Không đúng à? Tất nhiên là không đúng. Âu Dương là ai? Tôi không quen Âu Dương. Tôi không tên Âu Dương. Tôi tên Lão Âu. Nhớ chưa? Nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ rồi hả? Nhớ rồi. Tôi lại hỏi chú, tôi tên là gì? Anh tên là Lão Âu. Đúng rồi, tên là Lão Âu nhé. Cạn nào. Cô gọi tôi là gì? Tôi gọi anh là anh rể. Gọi anh là Âu Dương. Khốn kiếp, Âu Dương cái gì? Vừa nói với cô rồi, gọi tôi là Lão Âu. Anh trai tôi dặn đi dặn lại là không được gọi anh là Lão Âu. Cô đừng nghe chú ấy nói vớ vẩn. Không nghe chú ấy, nghe tôi. Tôi tên Lão Âu, nhớ chưa? Vâng, Lão Âu. Anh làm gì thế? Xin lỗi em nhé, anh ấy say rồi, không sao. Lão Âu không được uống nữa. Em gọi anh là gì? Hả? Gọi anh là gì? Em gọi anh là Lão Âu, được chưa? Lão Âu. Em cũng gọi anh là Lão Âu à? Em cũng coi thường anh. Em cũng bắt đầu lăng nhục anh rồi. Tôi là Âu Dương Ý. Tôi là Âu Dương Ý. Tôi không phải là Lão Âu. Tôi là Âu Dương Ý. Tôi là Âu Dương Ý. Sao thế? Bác trai khóc rồi à? Sao bố chị lại khóc? Tôi là Âu Dương Ý. Các chị ấy làm sao thế? Sao vẫn chưa ngủ? Không ngủ được. Thấy buồn bực trong lòng. Buồn bực gì? Cũng không phải là buồn bực. Không tả được cái cảm giác này. Âu Dương đáng thương quá. Người ta là Lão Âu, không phải là Âu Dương. Là Âu Dương, không phải Lão Âu. Nghe mà em suýt khóc. Chúng ta phải nghĩ cách giúp họ. Giúp thế nào? Giúp cái gì? An Nhiên An Nặc về Thanh Đảo còn phải đợi phân công công tác. Cũng không biết phải đợi đến bao giờ. Với lại, có công việc tốt gì phân cho chúng nó chứ? Chi bằng cho chúng nó vào quân đội. Anh sẽ tìm Vĩ Đại Trắng ở quân khu Quảng Châu để anh ấy nghĩ cách giúp.
Thật không? Có được thật không? Giả đấy. Nằm xuống đi. Làm gì đấy? Khóc gì chứ? Được rồi anh Giang, em cảm ơn anh. Vợ chồng với nhau cảm ơn gì chứ? Bố, con đi tập luyện đây. Không đi sẽ không kịp. Được, tập luyện cho tốt nhé. Ăn xong hẵng đi. Con không ăn à? Mang cái màn thầu đi. Con đi đây bác. Tạm biệt Vệ Đông nhé. Nào. Lão Âu, hay là chúng ta lại uống chút rượu trắng nhé. Đừng nhắc đến rượu nữa. Cứ nhắc đến rượu trắng là tôi lại khó chịu.